đi ra đây ngồi chơi. Đây, đang kêu ngồi chơi 8 điểm. Nhắn tìm người thân, mẹ Hạnh nhắn tìm con Nông Thành Nghĩa 12 tuổi, quê ở Thái Nguyên. Hiện nay con đang ở đâu? Về ngay khách sạn Hoa Sữa có mẹ đang chờ. Con ta mà vừa loại về và đại tâm. Đúng rồi, thì mấy con mặt. Còn cái này thì đúng là cô chạy đơn nhau cũng như là bốn cái gì đấy. Cái này mình chạy đây mua trong đây có 20 lạng. Cái này 80.000 gì bán đi. Đây là cái gì? Ô, áo chúa ra chân thế nào? Ông ấy nhà chị ra này đi lái ra được 5 triệu bạc nhưng mà ông nó vẫn mò về mua chúa mang về. Ông ấy là mua lên cân thịt này, cắm 2 bò gạo này. Đúng rồi. Mà đưa lại tao chơi đi. Ông chúa đi em mua nhiều tiền không? 4 triệu. Đúng rồi, chúa đi đắt mà. Anh ta thấy cái gì đó, thấy cái gì đòi lại đây. Cái chiếu, cái chiếu. Nào, muôn nghịch nghịch loài hết nhủ mà ăn khôn lắm. À, vâng. Ăn khôn lắm. Quay ở đây, mấy đứa quay ở đây. Cái chỗ này rác đi. Quay ở đây. Ở đây chơi xúc cát. Không biết bóc à? Quay sang đây. Ngồi khiếp. Ngồi khiếp lại, khiếp chân lại. Con gì này? Đây, ngồi cắn đó. Trời trời đặt. Đó, chơi đi. Ok. À, con thích cái này. Ờ, chứ chẳng có gì. Cái này tí nữa, tí nữa. Đây này, cái này con phải dựng lên này, con xúc cát đổ vào đây. Ờ, con. Cái này lấy ra này, cắt này để tí nữa. Đây này. Bây giờ. Này con đổ cát đây này. Béo người ta. Thấy chưa? Này, nhìn chưa? Thấy chưa? Ờ, vừa thành đấy. Đấy. Bé lấy cho chị một cái xô. Trời ơi. Ăn cái gì một này? Ôi giời. Đó, ngồi đây cho đỡ với anh này, anh bình hết cả cát vô người này. Tí nữa là về lại mất công về tắm nữa rồi. Ngồi. Ngồi ngồi. Này, con nhìn muôn muôn này, nhìn con nhìn muôn này đó. Muôn lại đang cắn gì vậy đó. Nhắn tìm trẻ lạc, nhắn tìm cháu Nguyễn Hữu Anh 8 tuổi quê ở Hưng Yên. Cháu có bố tên Hạnh, mẹ tên Thuyết. Cháu đi cùng bác Điện. Điện. Vậy ai thấy cháu Hữu Anh ở đây? Xin đưa cháu về trạm chuyến thanh máy tránh xe để ngồi trên hương. Đặc liên hệ theo số điện thoại 0963 500 628. Hỏi cho ra nhá. Không được ăn lúng đất nhá. Này, đun cua này. Nhắn tìm trẻ lạc, nhắn tìm cháu Nguyễn Hữu Anh 8 tuổi quê ở Hưng Yên. Cháu có bố tên Hạnh, mẹ tên Tuyết. Đây, này chỗ cắn này, từ từ á, cát không á. Này, đây. Không, không. Chị đang làm à? Em không để ý cho chị làm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Nhắn tìm trẻ lạc, nhắn tìm cháu Vũ Ngọc Quyên 3 tuổi, tên thường gọi là Nếp, quê ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Ai thấy cháu ở đâu, xin đưa cháu về HQ 13 hoặc liên hệ theo số điện thoại 0982 533 810. Ôi cái mồm này. Mình thích đâu. Cua nào? Trời ơi cái. Toàn cát không? Bình. Bình quá. Đi, cho vô đây nhắn ngồi. Nhắn tìm trẻ lạc, nhắn tìm cháu Vũ Ngọc Quyên, tên thường gọi là Nếp, 3 tuổi, quê ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Cháu có bố tên Dương, mẹ tên Ngọc. Đặc điểm cháu mặc áo bơi màu tím hồng. Vậy ai thấy cháu Quyên ở đâu, xin đưa cháu về HQ 13 hoặc liên hệ theo số điện thoại 0982 533 810. Nhắn tìm trẻ lạc, nhắn tìm cháu Nguyễn Hiếu Định, 5 tuổi, quê ở Hà Nội. Cháu có bố tên Đức, đi tắm cùng anh Bách. Vậy ai thấy cháu Định ở đâu, xin đưa cháu về trạm Thuyền Thanh và tắm xe đường Hồ Xuân Hương hoặc liên hệ theo số điện thoại 0978 919 175. Đâu? Đâu? Ai rồi đâu? Nó là chó gì? Chó Nhật hay chó gì? Nhật. Nhưng mà nó khôn lắm. Khôn tháng rồi nhắn tin mẹ Hoài, nhắn tìm hai con Tuấn và Tài quê ở Thái Nguyên. Hiện nay hai con đang ở đâu, về ngay trạm Truyền Thanh và tắm xe đường Hồ Xuân Hương, có mẹ đang chờ. Nhắn tin mẹ Hoài, nhắn tìm hai con Tuấn và Tài quê ở Thái Nguyên. Hiện nay hai con đang ở đâu, về ngay trạm Truyền Thanh và tắm xe đường Hồ Xuân Hương, có mẹ đang chờ. Nào, cái mồm này, cái mồm cắt này này. Nhắn tìm trẻ lạc, nhắn tìm cháu Nguyễn Hiếu Anh, 8 tuổi, quê ở Hưng Yên. Cháu có bố tên Anh, mẹ tên Tuyết, cháu đi cùng Bắc Biển. Vậy ai thấy cháu Hiếu Anh ở đâu? Nhắn tìm trẻ lạc, nhắn tìm cháu Nguyễn Hiếu Anh, 8 tuổi, quê ở Hưng Yên. Cháu có bố tên Anh, mẹ tên Tuyết, cháu đi cùng Bắc Biển. Vậy ai thấy cháu Hiếu Anh ở đâu, xin đưa cháu về trạm Truyền Thanh bãi tắm xe đường Hồ Xuân Hương hoặc liên hệ theo số điện thoại 0963 500 628. Con này con gà to ấy, em sợ ấy. Đây mà.
ở đâu ấy. Con này ai? Không biết. Xinh xíu của te luôn á. Trời ơi. Một trời nách em ấm. Đi vào đi. Em cào cát lên rồi. Bốn. Đi về con. Đi con mặt chủ luôn. Tôi thấy cái đồ chơi này đấy. Trời ơi, cái mồm toàn cát không thôi. Ngồi im đi, không nghịch nữa. Không nghịch nữa. Nào, ngon nào. Ngon. Và nhanh về đi tắm rồi cái nhá. Cái mặt này, cái mặt này. Đi về đi, muộn rồi, tối rồi, về đi. Nào dọn đồ về nào, Diễm ơi, về đi tắm nữa nào, cũng tối rồi. Về đi rồi mai lại ra chơi, chiều mai bố lại đi ra chơi tiếp. Đi nào, đi về nào, nhanh nào. Đi, đi về đi. Đưa bố xem nào. Dọn đi có xanh là tối rồi, sao hơn 6 giờ rồi. Từ để bố sắp xếp lại được. Từ từ đổ hết cát đi bé. Dừng. Đổ hết cát đi. Action. Môn. Đó đây. Đó đi bà nào, dép con đâu. Okay. Đi nào, đi, đi. Môn, đi nào. Về nào, về nào, về. Môn. Đi về. Môn đi nào, đi nào. Đi. Đi đi. Hey, bye.